Rồi, xin chào các bác nha. Shop Tân Ánh đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Xin lại chào toàn thể anh em. Giới thiệu anh em chi tiết kỹ càng mà lại nhanh, thời gian ngắn để cho các bác nắm được cái bộ quần áo ngụy trang gạch, lưới, tua, lá cây mà bên shop đang cung cấp. Cái bộ này thì anh em gọi là bộ quần áo ngụy trang gạch, lá cây hay là dạng tua nhá các bác nhá. Thế còn cái bộ này ấy, thì với giá thành nó sẽ là 400.000 các bác nhá. 450.000 nhé, tôi xin lỗi, 450.000 cho một bộ này. Đã bao gồm tiền cước phí nha các bác nhá. Đã bao gồm tiền cước phí gửi về tận nhà cho các bác, không tốn thêm bất cứ một chi phí nào nữa nhá các bác nhá. 450.000 cho một bộ quần áo ngụy trang dạng tua lá cây này. Là tôi nói thêm là cái chất liệu cái bộ này cho các bác nắm được nhá. Cái hàng này là hàng cao cấp, hàng đẹp, hàng giá cao đấy. Có kéo khóa khóa kéo này, chứ không phải dạng đóng cúc hay là dạng chui đầu đâu các bác nhá. Cái nền vải này ấy, là nền vải bằng lưới nhá, các bác nhìn kỹ nhá, và cái cấu hình của một quần áo này, cái nền vải này bằng lưới này, đính thêm vải tua lá này và rất là chắc chắn. Cái loại lưới này rất là dài các bác nhá, thoáng mát, các bác nhìn thấy thông luôn này. Các bác mặc bộ này là cực kỳ mát, không có bị nóng đâu gì hết nhá, rất là thoáng, rất là mát. Thế còn độ bền nên thì các bác lưu ý là cái loại này các bác nên giật tay thôi chứ không nên giật máy. Thế còn về độ bền của nó đây, các bác nhìn cái vải lưới của nó này, đây là cái vải lưới mà người ta may lên cái bộ quần áo này nhé, nó rất là dai, các bác có dứt hết cỡ thì cũng không bị xô mắt, các bác có dứt bằng mấy chăng nữa thì cũng không hề bị xô mắt nhé, cái mắt ra vẫn y nguyên, nó không có xô, không có sạch gì hết, là độ bền nó rất là cao này, các bác dứt chiều ngang hay là dứt chiều dọc, chiều nào cũng vậy, khi các bác vuốt lại cái này quay về vị trí bình thường, đấy, các bác thấy không, tôi dứt chiều ngang này, rất chiều dọc này, rất chiều nào trong nữa, nhưng các bác chỉ cần giãn ra vuốt lại một cái này, cái quay về vị trí bình thường, không bị xô mắt, không làm sao hết. Và cái này cực kỳ là dai, với cái đường bản như thế này thôi mà gặp lại thì các bác không thể nào mà dứt được đứt, cho dù các bác có buộc vào dây xích hay buộc vào que gỗ ngang, các bác không đứt được, thì các bác thấy là cái độ bền của cái vải này này là rất là tốt. Và cái này thì tính ứng dụng của nó rất là cao, ngụy trang rất là tốt nhá. Các bác mặc cái bộ này vào thì ngồi ngay bên cạnh bẫy, theo dõi được quá trình con bổi về đấu luôn, không bị lộ, không bị phát hiện nhá. Giá thành thì là 450.000, bao ship cho các bác về đến tận nhà, không phát sinh thêm nữa. Hình thức mua hàng là các bác cứ alo trực tiếp lên số điện thoại của shop đây, cung cấp cho shop họ tên, địa chỉ, shop sẽ gửi hàng COD. COD có nghĩa là các bác nhận được hàng, có quyền đồng kiểm hàng, kiểm tra hàng, shop gửi cho bác đúng cái mặt hàng là quần áo ngụy trang như các bác đặt, không có tính chất lừa gạt gì ở đây nhé các bác nhá. Các bác xem hàng, nhận hàng này, xem hàng, kiểm tra hàng ngon lành đúng như vậy là các bác thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng, không cần phải cọc trước đồng nào các bác nhá. Đây là cái tính chất lừa đảo hoàn toàn không có, thì uy tín hay không chính là như vậy các bác nhá. Uy tín là bán hàng không nhận được cọc cho xem hàng trước, nhận hàng trả tiền trực tiếp cho người giao hàng, anh em còn giao lưu qua lại đâu rất là lâu bền vững nhá. Các bác yên tâm nhá, hai bộ quần áo ngụy trang rất là đẹp, rất là thoáng mát, dành cho anh em đam mê. 450.000 bao ship đi toàn quốc. Rồi xin chân thành cảm ơn các bác đã theo dõi video. Các bác xem video của kênh YouTube Tân Ánh thì các bác vui lòng bấm nút đăng ký, các bác sẽ cập nhật những video mới và những sản phẩm mới mà shop sẽ giới thiệu với các bác. Xin cảm ơn các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.